xin chào tất cả các bạn, rất vui khi được đồng hành với các bạn trong bản tin Văn Lang News số 13. Các bạn thân mến, chúng ta đã vừa trải qua một tuần học online đầy sôi nổi sự kiện, hoạt động học tập cũng như là trải nghiệm nhiều thông tin vui. Và bên cạnh đó thì Vi biết được rằng là vào Chủ nhật ngày hôm nay, ba bạn sinh viên mỹ thuật thiết kế sẽ tham dự vòng chung kết cuộc thi vô địch quốc gia thiết kế đồ họa thế giới năm 2021. Đặc biệt hơn hết là hai thầy cô dẫn dắt đội tuyển dự thi năm nay đều là cựu sinh viên Văn Lang. Đúng là thầy trò tiếp nối tạo nên nhiều thành công mới. Chúc mừng nhà mỹ thuật thiết kế Văn Lang! Cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới được tổ chức thường niên với quy mô toàn cầu, thu hút hàng trăm ngàn thí sinh của gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Đại học Văn Lang đã góp mặt từ mùa giải đầu tiên năm 2018 với thành tích 5 sinh viên đạt chứng chỉ Adobe Photoshop, 4 sinh viên đạt chứng chỉ Adobe Illustrator. Đặc biệt, sinh viên Cao Phương Uyên giành giải nhì tại vòng chung kết quốc gia năm 2020, sinh viên Nguyễn Đức Hoàng, khóa 23 ngành thiết kế đồ họa, xuất sắc trở thành quán quân bảng A, khối đại học, học viện, đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết thế giới. Nối tiếp thành công từ các mùa trước, năm nay, ba sinh viên Văn Lang lọt top 5 đã bước vào vòng loại quốc gia. Chúc mừng bạn Nguyễn Kim Luân, Phan Thùy Di và Lê Ngọc Hải cùng hai thầy cô hướng dẫn từng là cựu sinh viên của khoa, thầy Phan Văn Sang và cô Nguyễn Thị Ngọc Nhi. Mời các bạn cùng Văn Lang News gặp gỡ thầy trò ngành thiết kế đồ họa để lắng nghe những trải nghiệm thú vị tại cuộc thi này nhé. Năm nay là năm mà các bạn đăng ký khá là nhiều và phải tổ chức ra một vòng thi loại trường. Rồi từ quá trình từ vòng thi loại trường cho tới lúc các bạn bắt đầu tiến hành thi vòng loại quốc gia, nó cái khoảng thời gian nó bị kéo ra rất là dài, tầm 6 tháng cho đến lúc mà ban tổ chức đưa ra cái thể lệ cuộc thi là sẽ thi trực tuyến. Và các bạn cũng phải tự một mình set up tất cả các dụng cụ cũng như là các cái phần mềm mà ban tổ chức yêu cầu để đảm bảo được cái tính nghiêm ngặt cũng như là công bằng trong cuộc thi. Trong top 10 các bạn dự thi thì có hai bạn buộc là phải hủy thi vì lý do cá nhân, không thể đáp ứng được các yêu cầu mà ban tổ chức đưa ra. Và còn 8 bạn còn lại thì trong cái quá trình thi các bạn cũng không hề suôn sẻ một chút xíu nào vì liên tục các bạn gặp trục trặc về vấn đề đường truyền cũng như là kỹ thuật. Có một số bạn bị ảnh hưởng trực tiếp đến cái thời gian thi của mình, làm ảnh hưởng đến cái kết quả của các bạn. Còn một số bạn thì do bị ảnh hưởng quá nặng nên là ban tổ chức phải quyết định là cho các bạn thi bắt cấp lại một lần nữa. Nên có thể nói là thi năm nay các bạn thí sinh phải trải qua một cuộc thi vô cùng chật vật gian nan. Mình rất tự hào về sinh viên Văn Lang là các bạn có cái tính tự lập rất là cao. Hầu hết thời gian dịch bệnh các bạn đều phải ở nhà và tự ôn thi thông qua sự hỗ trợ của các thầy cô. Và cũng là cái sự giúp đỡ giữa các bạn sinh viên cùng tham gia dự thi với nhau. Mặc dù với nhiều sự khó khăn, tuy nhiên các bạn vẫn rất là cố gắng vượt qua và đạt được kết quả ngoài sự mong đợi. Mình đăng ký cuộc thi thì mình biết đây là cơ hội cuối cùng mình được tham gia và mình sợ bỏ lỡ. Và dự định ban đầu của mình chỉ là đạt được chứng chỉ. Khi mình vào vòng chung kết thì mình cảm thấy không may mắn, còn được bạn bè và người thân ủng hộ nên mình có động lực để phấn đấu và đạt được thành tích tốt nhất. Mình cảm thấy khá là may mắn khi mà được nghe tin và lọt vào vòng chung kết, vì trong cái thời gian dịch bệnh này thì không phải ai cũng có điều kiện để tham gia cuộc thi. Và mong muốn của mình cho cuộc thi sắp tới thì thử sức mình, thử sức là thêm khả năng, những cái kiến thức, những cái kỹ năng mà mình đã tích lũy được từ trước đến giờ và áp dụng nó vào trong cuộc thi này, và thử sức mình là thêm được khả năng mình đạt được đến đâu. Xin chào mọi người, có một kỷ niệm rất là khó quên, đó là khi mà em bị trục trặc về mạng và ban tổ chức phải cho em vào một cái phòng học dự trù dành cho những bạn mà có tình trạng như em để tiếp tục làm bài thi. Lúc đó em hơi hoang mang một tẹo, nhưng mà vào rồi thì thấy là có anh Luân và em Hải cũng trong cái tình trạng giống như em trong phòng họp. Em cảm thấy có phần nào được tiếp thêm sức mạnh từ người quen, từ những người trường mình, và em làm bài tiếp. Trường hợp sau là cả ba người trong phòng học dự trù của trường đều được vô chung kết. Cảm thấy rất là tự hào tại vì trong số 5 người thì trường Văn Lang đã chiếm được 3 người rồi. Thêm một niềm tự hào của khoa mỹ thuật và thiết kế trường Đại học Văn Lang, bạn Trần Quang Bảo và Lễu Lêu Lêu, sinh viên khóa 23 ngành thiết kế thời trang đã vinh dự xuất hiện trong dự án Proudly Vietnamese của tạp chí thời trang Elle Official Việt Nam. Đây là hai gương mặt quen thuộc với cộng đồng thời trang nội địa cá tính mạnh. Chúc mừng cựu sinh viên thời trang Văn Lang nha! Sáng ngày 25 tháng 9, hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên khu vực đại học, cao đẳng, trung cấp, công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2020-2021 đã diễn ra trực tuyến.
Đoàn trường Đại học Văn Lang được tuyên dương và nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành đoàn về hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021. Hội sinh viên trường Đại học Văn Lang được tuyên dương và nhận bằng khen của Ban Thư ký Hội sinh viên Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh về hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021. Chúc mừng dấu ấn mới ghi nhận nỗ lực của đội ngũ cán bộ đoàn Hội Đại học Văn Lang. Tuần này, sinh viên Văn Lang được gặp gỡ và giao lưu với 3 chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và hướng nghiệp uy tín tại webinar Hành trang vào nghề. Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện tuần lễ hướng nghiệp Career Week Online 2021 do trường Đại học Văn Lang tổ chức trên hệ thống trực tuyến MS Teams. Chương trình đặc biệt ý nghĩa khi được tổ chức vào thời điểm một khóa sinh viên của Văn Lang vừa tốt nghiệp và bối cảnh thị trường việc làm thời Covid-19 biến động mạnh mẽ. Hy vọng khóa 23 và đàn em sinh viên Văn Lang sẽ tìm được nhiều thông tin bổ ích từ chuỗi sự kiện hướng nghiệp này. Ngày 24 tháng 9, sinh viên Văn Lang đã được trải nghiệm buổi học đầu tiên của chương trình nhập môn trí tuệ nhân tạo AI khóa 1. Chương trình giúp sinh viên Văn Lang tiếp cận kiến thức cơ bản về AI và ứng dụng AI trong các ngành nghề khác nhau. Toàn khóa học miễn phí do giáo sư tiến sĩ Hồ Tú Bảo, giám đốc phòng thí nghiệm khoa học dữ liệu, Viện Nghiên cứu cao cấp về toán, Viện trưởng Viện John von Neumann, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp giảng dạy trong 4 buổi. Chúc các bạn sẽ có những bài học ý nghĩa, hoàn thành tốt bài kiểm tra cuối khóa và nhận giấy chứng nhận của chương trình. Mình biết đến khoa học nhập môn trí tuệ nhân tạo từ nội dung email của trường Đại học Văn Lang rưỡi thì mình cảm thấy là khoa học này phạm vi rất là rộng và nó có liên quan đến ngành học của mình, nên mình chọn tham gia khóa học này nhằm để là phát triển bản thân cũng như là được trải nghiệm thêm. Mình cảm thấy AI là một môn cũng giống như là môn chuyên ngành mình đã học, rất là nếu mình chú tâm vào nó thì mình nói thực sự là đơn giản. Mình mong những khóa học sau có thể là trực tiếp tham gia tại trường và nội dung khóa học có thể liên quan đến công nghệ nhiều hơn. Ban đầu thì mình nghĩ là nó hơi khô khan và nhàm chán vì nó sẽ học những thuật toán chẳng hạn. Nhưng mà trong buổi học đầu tiên thì mình cảm thấy hoàn toàn ngược lại. Nó khá thú vị bởi vì chúng ta biết được AI là gì nè, khái niệm ra đời của sự của trí tuệ nhân tạo, và đặc biệt là mình biết được ứng dụng của nó vào trong cuộc sống thực tiễn. Nó rất là có lợi cho những bạn sinh viên năm 3, năm 4 bởi vì nó sẽ ứng dụng cho cơ hội việc làm của chúng ta. Nếu được, các bạn cứ tự tin và tham gia trải nghiệm, biết đâu sẽ tìm được những điều hữu ích và áp dụng được cho cuộc sống của mình nhé. Trong buổi học đầu tiên thì mình cảm nhận được sự gần gũi và thầy Đại luôn quan tâm khuyến khích các bạn sinh viên đặt câu hỏi. Khóa học này không chỉ học về lý thuyết mà còn có những bài tập về nhà giúp những bạn sinh viên có thể củng cố những kiến thức của mình, và còn cho sinh viên trực tiếp thực hành lập trình trên những phần mềm như là phần mềm Wika của trường đại học Waikato của New Zealand. Đồng thời mình có những mong muốn và khóa học về sau là khóa học chỉ trong 4 buổi nên mình cảm nhận là thời lượng chưa thể đủ cho việc truyền tải kiến thức rất rộng trong lĩnh vực AI, và sau khóa học này trường có thể thêm các khóa học bổ sung cho các bạn sinh viên. Mong muốn trường tổ chức nhiều khóa học nâng cao kiến thức trong các lĩnh vực về xu hướng tương lai như thế này và thời lượng kéo dài hơn, có thể là từ 1 đến 2 tháng chẳng hạn. Và xin cảm ơn trường và cảm ơn thầy cô đã mang lại cho các bạn sinh viên những bài học quý giá và củng cố thêm hành trang cho các bạn sinh viên trong tương lai, và chúc thầy cô và các bạn thật nhiều sức khỏe. Buổi talk show chuẩn mực mới trong sáng tạo đã thu hút hơn 400 sinh viên tham dự, nằm trong chuỗi chương trình định kỳ của ngành thiết kế thời trang. Talk show được dẫn dắt bởi kiến trúc sư Võ Nguyễn Hoàng Lâm, giảng viên phương pháp sáng tạo ngành thiết kế thời trang, cùng diễn giả Dũng Vô Câu, nghệ sĩ Thị Giác, giám đốc sáng tạo tạp chí thời trang Elle Việt Nam. Sinh viên có cơ hội tiếp cận những kiến thức, quan điểm mới về sáng tạo trong bối cảnh dịch Covid-19. Webinar với chủ đề Duyên hay nghiệp đón chào hai khách mời với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực client và agency. Các bạn sinh viên khoa thương mại được chia sẻ nhiều kiến thức và kỹ năng cần có khi dấn thân vào môi trường làm việc của doanh nghiệp thời kỳ digital, cùng với những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn định hướng trong ngành marketing. Sinh viên khóa 26 ngành công nghệ thực phẩm vừa trải qua buổi tham quan online nhà máy sữa Yakult Việt Nam. Với lộ trình tham quan qua nhiều khu vực chế biến và vệ sinh tiệt trùng dụng cụ, các bạn đã chứng kiến quá trình sản xuất từ những nguyên liệu thô cho đến một sản phẩm sữa hoàn chỉnh trên tay. Buổi tham quan giúp sinh viên hiểu thêm về việc áp dụng những kiến thức đào tạo chuyên ngành vào thực tế. Trong hội thảo của Viện Khoa học Công nghệ ứng dụng tổ chức sáng ngày 24 tháng 9, các khách mời, lãnh đạo, doanh nghiệp và thầy cô đã chia sẻ những báo cáo, đề tài liên quan đến nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam và thế giới. Giới thiệu tổng quan về ngành nông nghiệp công nghệ cao đang được xây dựng và đào tạo tại trường Đại học Văn Lang, Viện Khoa học Công nghệ ứng dụng đã ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Hợp tác Lao động OLECO, mở ra nhiều cơ hội thực hành nông nghiệp tại Israel cho sinh viên hai ngành nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm.
Hội thảo mới nhất của khoa công nghệ có sự tham gia của tiến sĩ Lê Thanh Điền, cựu sinh viên khóa 13 của khoa công nghệ, ngành công nghệ sinh học. Công nghệ Nano Bubble là một trong những công nghệ mới được ứng dụng vào trong nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững mới nổi hiện nay, với nhiều tính năng vượt trội như khử khuẩn, diệt virus cũng như tăng cường miễn dịch cho vật nuôi thủy sản, qua đó cho thấy tiềm năng vượt trội của công nghệ này trong tương lai ở các lĩnh vực khác nhau. 22 sinh viên khóa 24 ngành công nghệ kỹ thuật môi trường chính thức bước vào thời gian thực tập. Tại lễ giao nhiệm vụ, các thầy cô đã dặn dò học trò nhiều nội dung quan trọng. Covid không phải là thời gian vừa học vừa chơi, phải bám sát kế hoạch, cuộc đời mới thành công. Đó chính là thông điệp mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Kim Oanh, trưởng khoa công nghệ nhấn mạnh. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, nỗ lực vượt khó, hoàn thành đề tài thật chất lượng nha! Rồi vì đã trải qua một cái Tết Trung Thu thật ấm áp bên gia đình và người thân. Còn bạn, không biết là bạn có kỷ niệm đặc biệt nào khi mà đón Tết Trung Thu online cùng với bạn bè của mình không nè? Mà Vi thấy là trên mạng xã hội nhà Văn Lan của mình rất là xôn tụ luôn đó nha. Cho nên là ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau review một chút xíu nè. Một tuần đặc biệt của toàn thể cộng đồng Văn Lan khi đón Tết Trung Thu online. Dù giãn cách tại gia, nhưng đêm Trung Thu của các bạn vẫn rộn ràng với những bức ảnh hóa thân thành chị Hằng, chú Cụi đăng tải ấn tượng trên mạng xã hội. Hòa chung không khí, các khoa, câu lạc bộ, đội nhóm cũng cho ra mắt nhiều sản phẩm để Trung Thu Văn Lan đa sắc màu. Là cuộc thi dành cho sinh viên năm 3 và năm 4 chuyên ngành giảng dạy, ngành công ngữ và cả sinh viên Văn Lan có niềm đam mê với lĩnh vực này. Thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi, kỹ năng soạn giáo án, kỹ năng giảng dạy và mô phỏng giảng dạy online. Đây là cơ hội dành cho các bạn sinh viên được trải nghiệm quy trình cơ bản để trở thành một giáo viên tiếng Anh thực thụ. Chúc tất cả thí sinh tự tin hoàn thành bài thi thật tốt. Dành cho các bạn có niềm đam mê startup, câu lạc bộ khoa tài chính ngân hàng đã phát động cuộc thi lập kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm những cá nhân hoặc nhóm sinh viên tài năng với những dự án kinh doanh sáng tạo. Đây là sân chơi bổ ích giúp các bạn sinh viên vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, khơi dậy ý tưởng khởi nghiệp. Biết đâu các bạn sẽ trở thành những startup đầy tiềm năng trong tương lai đó nha. Mạnh dạn thử tài đi. Tuần này, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Văn Lang đã công bố bảng điểm trúng tuyển xét kết quả học bạ đợt 6 với 54 ngành, mức điểm dao động từ 18 đến 26 điểm. Ngành truyền thông đa phương tiện tăng 1 điểm, các ngành còn lại có điểm chuẩn bằng mức điểm sàn đợt 6. Các bạn thí sinh sẽ cùng hoàn thành thủ tục nhập học đến hết ngày 2 tháng 10 năm 2021. Chào đón các bạn tân sinh viên khóa 27 nha! Hoạt động chào đón khóa 27 rộn ràng khắp tháng 9 từ trường đến khoa. Mùa online nên các sản phẩm video được ưa chuộng hơn cả. Khoa Quản trị Kinh doanh đăng tải chuỗi video khởi động buổi chào đón tân sinh viên với chủ đề Q-Check, review hình ảnh và phong trào đặc trưng của sinh viên nhà quy. Bên cạnh PR Go, Khoa Quan hệ Công chúng Truyền thông dành tặng thêm một món quà chất lừ từ các anh chị sinh viên qua series Radio PR, cung cấp thêm các thông tin về khoa, về đời sống học tập và nghề nghiệp của sinh viên PR. Khoa Mỹ thuật và Thiết kế phát sóng tập 2 series Ủa với chủ đề Ủa bí quá giờ sao, với sự góp mặt của thầy giáo Triệu View, Đồng Thanh Lộc cùng 3 vị khách mời vui tính. Câu chuyện tập 2 sẽ xoay quanh việc bí ý tưởng trong thiết kế, khơi nguồn sáng tạo cho sinh viên nhà mỹ thuật. Series Sohu Life tiếp tục mùa 2 với tập 5 Du hí Sohu, dẫn dắt tân sinh viên làm quen với những hoạt động đặc trưng của khoa. Đại gia đình Sohu cũng đã rục định kế hoạch chào đón tân sinh viên khóa 27 khoa xã hội và nhân văn. Bí mật sẽ được bật mí trong thời gian sắp tới đó nha.
Truyền hình Văn Lang cùng với series Bật Mí Văn Lang sẽ đưa tân sinh viên khám phá nhiều chủ đề gắn liền với đời sống sinh viên như các tip học tập hiệu quả, Văn Lang đi cùng tiện ích, hoạt động phong trào, văn hóa văn nghệ, v.v. Hy vọng các bạn tân sinh viên khóa 27 sẽ cảm nhận được sự quan tâm và đồng hành từ cộng đồng Văn Lang trong những ngày đầu nhập học nha. Những ngày tháng 9 đang dần trôi qua, niềm mong nhớ được quay trở lại trường học ngày càng nhiều hơn bao giờ hết. Những thông tin về tình hình dịch bệnh cũng như là những hoạt động quan tâm, sẻ chia, hỗ trợ lẫn nhau trong lúc hoàn cảnh khó khăn này đều là những thông tin đã dần quá quen thuộc đối với 13 số phát sóng vừa rồi của Văn Lang News. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng điểm qua một số tin tức mới các bạn nhé. Sau thời gian tiếp nhận và xét duyệt 9.875 hồ sơ ngày 21 tháng 9, Trường Đại học Văn Lang đã đưa ra thông báo tiếp theo về chính sách hỗ trợ tài chính học kỳ 1 năm học 2021-2022. Trong đợt 1, trường hỗ trợ 5.839 sinh viên đã hoàn tất hồ sơ và các thủ tục. Nhóm còn lại tiếp tục bổ sung hồ sơ cần thiết và nhận hỗ trợ vào đợt 2. Nhà trường dự kiến thông báo chính thức mức hỗ trợ tài chính vào ngày 28 tháng 9 qua email sinh viên. Sinh viên có thể theo dõi học phí sau khi được công bố hỗ trợ tại website và hoàn thành số học phí còn lại theo quy định. Thầy trò khoa điều dưỡng và kỹ thuật y học vẫn lặng thầm những công việc không tên, lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm với cộng đồng trong cuộc chiến chống Covid-19. Văn Lang News xin kể một câu chuyện nhỏ trong nhiều câu chuyện đẹp về đội hình tiêm chủng vaccine quận 11 gồm những thành viên Văn Lang. Không chỉ tham gia hỗ trợ tiêm chủng, đội hình phát quà cho sinh viên khó khăn gồm 8 thành viên do thầy Lê Nam Long và cô Bùi Thị Bảo Ngọc, giảng viên khoa điều dưỡng và kỹ thuật y học đứng ra tổ chức. Thầy trò đã gửi tặng 53 phần quà đóng góp từ các nhà hảo tâm và thầy cô sau 3 đợt hỗ trợ và sẽ tiếp tục hành trình ý nghĩa. Chúc thầy cô và các bạn sinh viên Văn Lang thật nhiều sức khỏe, tiếp tục sứ mệnh, trao truyền trách nhiệm và yêu thương. Tiếp nối những câu chuyện đẹp, Văn Lang News mời các bạn gặp gỡ tiến sĩ Trần Nhật Phương, trưởng bộ môn y học cơ sở, khoa y Trường Đại học Văn Lang. Thành hoạt động nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và giáo dục, gần gũi với sinh viên Văn Lang, là giảng viên được yêu thích môn kỹ năng giao tiếp do nhiều sinh viên feedback. Bên cạnh việc giảng dạy, tiến sĩ Trần Nhật Phương tích cực đồng hành và sẻ chia cùng nhiều bạn sinh viên khó khăn thuộc khối ngành sức khỏe trong suốt thời gian vừa qua. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những dự định lan tỏa tình yêu thương của thầy nhé. Khi mà biết được có những sinh viên có những hoàn cảnh khó khăn thì bản thân tôi cũng trăn trở và tôi trực tiếp gặp các cái em sinh viên đó để tôi có thể tìm hiểu và tôi đã quyết định tặng 3 suất học bổng cho các em sinh viên. Tuy nhiên không may rằng là dịch Covid đến, cho nên là bản thân tôi cũng gặp khó khăn trong đời kinh tế và đặc biệt là chúng tôi cũng không gặp được các em. Và cái dự định của tôi là tôi sẽ gửi cho các em một lần vào năm học mới để các em có thể bổ sung các tiền học phí. Thì ở đây cũng chỉ là một cái chút quà nhỏ đối với các em để động viên các em để các em học tốt trong suốt quá trình còn lại. Trong cái đợt dịch vừa qua thì rất là nhiều sinh viên khối ngành sức khỏe của trường Đại học Văn Lang chúng ta đã tham gia xung kích trong cái tình nguyện viên để hỗ trợ cho nhân viên y tế trong cái quá trình điều trị chăm sóc bệnh nhân cũng như là tham gia vào tiêm vaccine cho người dân. Thì đây là một cái nghĩa cử cao đẹp và nó chính là niềm tự hào của trường Đại học Văn Lang chúng ta. Thầy cũng mến chúc cho tất cả các em có thật nhiều sức khỏe, giữ vững tinh thần xung kích của mình và chúng ta tiếp tục phát huy sức trẻ cùng với lại thành phố, chung tay với thành phố và cả nước gìn giữ sự bình an cho người dân, cho cộng đồng. Ngày mai lên, không được quên, không được quên những hy sinh thầm lặng ở phía sau. Đó là câu hát cảm xúc trong ca khúc Việt Nam Tiến Lên, sáng tác của bạn Lê Trung Kiên, khóa 25 ngành quản trị kinh doanh. Giai điệu đẹp và ý nghĩa nhân văn của ca khúc là nguồn cảm hứng để một nhóm sinh viên Văn Lang kết hợp với tác giả chung tay thực hiện MV hoàn chỉnh. Thay cho lời kết, Văn Lang News mời các bạn cùng thưởng thức video ý nghĩa này. Chúc đại gia đình Văn Lang nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật tuần sau nha. Đừng lo lắng chi hay vững tin lên, sau cơn mưa sẽ thoát trong vòng.
mình ta.